Xin chào mọi người đến với channel Nông Dân Làm Giàu. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một video là mà trong vòng một tháng có những tháng mình giao 1.000 cặp cho khách là như thế nào nhé. Còn đây là chim giống mình chuẩn bị giao cho khách này. Đây là những cặp chim bồ câu Titan Thái siêu thịt mua về là sinh sản liền nha mọi người. Những cặp chim giống mà cực kỳ chất lượng ở trại mình đó nha. Thì khi mà mình chuyển đi cho khách thì mình sẽ đánh dấu cặp nhé. Mình sẽ đánh dấu ở những vị trí để cho đến nhà khách thì mình bắt đúng cái cặp đó ra. Vậy thì mới chất lượng nha. Còn những ai ra mà không đánh dấu như vậy thì nó mọi người cần phải xem lại đó. Còn những cặp này thì có những cặp mình giao thì nó sẽ sinh sản liền nha mọi người. Hầu như là có những con mình trên đường mình giao đi thì mình sẽ sinh sản liền đấy. Còn đây là thép ở trại mình làm luôn này. Thép cực dày luôn nên là xài siêu bền đấy. Đây, có những con mà mình vận chuyển đi là nó đã đẻ luôn rồi nên là đến nhà mọi người thì mọi người cũng hiểu là chim bồ câu là nó sinh sản như thế nào rồi đó. Ở trại mình thì với phương châm là làm sao tốt nhất cho khách hàng thì mình sẽ làm. Còn đây là một cái niềm cực kỳ vui khi mà chim bồ câu mình giao cho khách xong mà nó đẻ cái số lượng kinh khủng như thế này mọi người này. Đây là khi mà mình tới thăm trại sau một thời gian mình giao chim cho khách á, thì mình thấy số lượng trứng quá ok như thế này thì mình cảm thấy rất là mừng. Tại vì chim bồ câu thì nó thuộc dạng gọi là siêu phẩm rồi. Chất dinh dưỡng của nó một con chim bồ câu bằng 9 con gà mà. Nên là chim bồ câu thì ở mọi thời đại luôn là tiêu thụ cực tốt. Còn đây là mô hình trang trại mình làm cho khách này. Đây thì họ xài lưới hướng phân chứ họ không thích xài lồng không đáy nhé, tại vì họ có thời gian họ dọn hai tầm khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi thì họ dọn một lần, còn lồng không đáy thì tầm khoảng 6 tháng đến 1 năm mình dọn một lần nha mọi người. Đây, chim bồ câu là nó sinh sản liền đấy. Như mình nói với mọi người hồi nãy á, thì chim bồ câu ở trại mình á, khi đi giao cho khách á, thì ở trại mình cặp đó thì mình sẽ đánh dấu đi đúng cái cặp đó, chứ mình ở trại mình thì mình không bao giờ ấy, kiểu như là không đánh dấu này rồi đến nhà của khách bắt lộn xộn này thì nó không có chất lượng. Có những cặp thì chỉ là những cái người mà đi giao chim á, thì họ không có biết kỹ thuật thì họ bóc đại con này con kia á, thì ra thành ra là người nuôi đảm bảo với mọi người là thất bại luôn nha. Nếu mà mình ghép cặp không tốt á, là thất bại 100% đối với nuôi chim bồ câu. Nên là mọi người mà lựa cái trang trại nuôi chim bồ câu thì mọi người phải chú ý. Như trại mình là 100% là sẽ đánh dấu cặp. Để khi mà ra nhà khách thì chắc chắn là mọi người nuôi sẽ thành công. Và con chim bồ câu đẻ thì 100% sẽ có cồ nha. Và áp dụng theo cách nuôi ở trại mình cũng như máy ấp trứng thì đảm bảo mọi người luôn là tháng đó mọi người chim bồ câu ra ràng. Như là cặp này mình đánh dấu màu đỏ ở cánh này, mọi người thấy không? Có những con thì mình đánh dấu ở đầu, ở mỏ nha. Có thể nói là khi mà giao cho chim cho khách thì mình sẽ đi kiểm tra như này nhé. Mình là sẽ xem chim là nó có, thứ nhất là có đánh lợn hay không, thứ hai đó là cái cặp chim đó nó có khỏe hay không. Thì khi mà giao chim cho khách á, thì cái lần đầu tiên mọi người cho ăn cũng cực kỳ quan trọng, đó là mình cho ăn ít thôi nha. Tầm khoảng nếu như ngày thường mình cho ăn 2 nắm thì tầm khoảng mình cho ăn nửa nắm đến 1 nắm thôi. Thì nếu để con chim bồ câu nó quen với môi trường ấy, thì đôi khi là nó sẽ bị sốc nha, hoặc là nó sẽ bị stress, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu mọi người. Đây, còn những cái cặp chim mình giao này là sinh sản liền á, thì khi mà mình làm xong hết cái này thì mình sẽ lót cho nó một cái miếng lót ổ đẻ màu đỏ đỏ đó. Thì ở trại mình là từ làm từ A đến Z luôn. Lồng này thì bên mình cũng tự sản xuất nên là mình cảm thấy rất là vui khi mình làm trọn bộ cho khách hàng như thế này. Chim bồ câu ở trại mình thì đã làm trang trại thì chắc chắn phải nuôi chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái này mọi người nhé. Chim phải lông phải mượt và đẹp như thế này. Chứ mọi người mà làm trại chim bồ câu á, thì ở Việt Nam mình mà cũng có nhiều trang trại lắm. Chim bồ câu nhiều giống khác nhau nữa. Mà với kinh nghiệm của mình nuôi á, cũng như là mình quá quen với con chim bồ câu nên là cái dòng chim bồ câu Titan Thái là cái dòng mà trên thị trường hiện nay là ưa chuộng nhất cho mọi người. Và cái dòng Titan Thái này thì cũng có một số nơi họ họ bán đó, nhưng mà chủ yếu là ở trại mình cung cấp ra nha mọi người. Thì
mọi người phải tìm hiểu kỹ nha. Em vừa thấy từ nãy giờ là mình lướt đi rất nhiều những cái trang trại mà mình làm cho khách nhé. Thì đối với cái trại này thì họ xài không lưới hướng phân nhé, thì lồng không đáy đó, ở dưới thì mình sẽ rải men vi sinh. Thì khi mà rải men vi sinh thì mình tầm khoảng 6 tháng hoặc là lâu hơn 1 năm mình phải dọn một lần, thì áp dụng cho những người mà không có thời gian. Và rải men vi sinh nó không có hôi đâu mọi người nhé, nó có cái men á thì không ruồi, không có muỗi, không hôi luôn. Còn đây lại là một trại khác nè, trại này là trại tầm khoảng 400 cặp nha mọi người. Một bên đây là đang nuôi cực kỳ tốt luôn, còn cái bên kia là vẫn chưa kín nha. Thì cũng là về dòng chim bồ câu titan siêu thịt của Thái luôn. Nhiều người có hỏi mình là trại mình thì cung cấp chim bồ câu giống đi những đâu, thì trại của mình thì cung cấp giống chim bồ câu đi khắp cả nước Việt Nam mình luôn nha mọi người, đặc biệt là khu vực miền Trung và khu vực phía Nam này, miền Tây này thì mình cũng giao rất là nhiều. Thì giao chim bồ câu thì ở trại mình được một cái luôn là mình sản xuất hết từ lồng này, rồi phụ kiện, máng ăn, rổ đẻ, hệ thống nước tự động, cũng như là chim bồ câu này thì ở trại mình có thể nói là chuyên về dòng chim bồ câu titan siêu thịt của Thái này, cũng như là mình làm chủ được cái công nghệ ấy. Có thể nói là mình nuôi bất cứ con chim gì ấy, thì mình cũng phải làm chủ được cái công nghệ của nó. Và cũng như là khi mà nuôi cây cũng vậy, ví dụ là mình làm chủ được nó, mình lai tạo giống thành công, thì đảm bảo mọi người luôn là mọi người sẽ có một cái mô hình nuôi chim hoặc là mô hình trồng cái gì đó cực kỳ hiệu quả. Còn ở trại mình cũng vậy, mình làm chủ được cái việc nhân giống chim bồ câu titan siêu thịt của Thái này. Thì anh em nào mua hoặc hợp tác với mình thì mình sẽ bao đầu ra luôn nha mọi người, mình sẽ bao đầu ra luôn cho mọi người nuôi. Và cứ tới tháng khoảng 25 đến 30 ngày thôi, có chim bồ câu ra ràng thì mình sẽ thu lại chim bồ câu ra ràng của mọi người với cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn. Đảm bảo với mọi người nuôi chim bồ câu là chắc chắn sẽ phải có lời thì mới nuôi nha. Nếu anh em nào mà không có lời thì thôi như là nuôi cái khác, hoặc là để tiền nó gửi ngân hàng sướng hơn. Còn nuôi chim bồ câu hợp khi mà hợp tác mình là đảm bảo người là sẽ có lãi nha. Thì chim bồ câu thì mình hợp tác với người nông dân theo kiểu là, thứ nhất là không cần bắt chim giống ở trại mình cũng được, thì mình cũng vẫn sẽ tư vấn kỹ thuật cho mọi người nuôi luôn, và mình cũng vẫn sẵn sàng bao đầu ra luôn cho mọi người. Mà ở trại mình thì cái đầu tiêu thụ của nó là quán ăn, nhà hàng và những quán nhậu bình dân. Tại vì chim bồ câu hiện nay thì nó thuộc cái phân khúc đại trà rồi, nó không có như hồi xưa. Tại vì người ta cứ nghĩ là chim bồ câu là cực mắc, không ăn nổi, nhưng mà hiện nay là cái giá chim bồ câu là chim thịt là hầu như là ai cũng có thể xài được ấy mọi người. Tại vì cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao mà, thì cái giá trị chim bồ câu nó trước đó nó cao mà. Một con chim bồ câu bằng 9 con gà, nên là mọi người cứ thoải mái mà thưởng thức chim bồ câu đi. Còn đây cũng là một trại khác mình làm nhé. Có nghĩa là trong cái quá trình mình làm con chim bồ câu á, thì có những tháng mình làm trại cả ngàn cặp cho khách hàng nhé. Mỗi khách hàng thì có cái cách nuôi, thích nuôi khác nhau. Đây cũng lại là một khách hàng thích nuôi theo kiểu lưới hướng phân này. Lưới hướng phân này nói chung nó rất là thông thoáng, chứ không như mọi người nghĩ là cái con ở dưới tầng dưới cuối cùng thì nó sẽ bị rớt phân ở cái cặp trên cùng đó nhé. Không phải vậy. Mọi người cứ tin tưởng mình đi. Mình nuôi thì mọi người, mình quay video thì mọi người cũng biết mà. Thì mọi người xem video thì như thế nào thì nó thực tế như vậy. Đây cũng là những cặp chim bồ câu là đang sinh sản luôn nha mọi người. Thì cái bữa ăn đầu tiên cho chim bồ câu thì lúc nãy mình cũng có nói là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà từ cái buổi ngày thứ 3 trở đi ấy, thì mình sẽ cho ăn bình thường nhé. Một ngày cho ăn 2 lần, một lần cho 2 nắm. Và mọi người lưu ý rằng nuôi chim bồ câu ấy, thì mình cũng phải áp dụng cái kỹ thuật nuôi. Thì nó nói chung về kỹ thuật ấy, nuôi chim bồ câu ấy, thì nó cũng rất là dài. Mình chỉ tóm gọn, có nghĩa là cho con chim bồ câu ăn cám, gà đẻ trộn với bắp thôi. Không cần trộn thêm bất cứ loại gì nha mọi người nha. Hiện nay là chỉ có cám trộn với bắp thôi. Thì nó đã ra được những cặp chim bồ câu con cực kỳ chất lượng rồi. Còn những cái về
đậu xanh này, lúa mì, lúa mạch, cái đó là thôi dẹp nha mọi người nhé, cái đó là hồi xưa thôi. Hồi xưa cái thời mà 4-5 năm về trước, 5-6 cả chục năm về trước thì mình xài cái đó thôi. Còn hiện nay ai mà xài cái đó nữa, tại vì cái đó là Việt Nam mình không có trồng được. Và khi mà mình nhập bên nước ngoài về thì nó sẽ ngâm những cái đó để nó bảo quản mà mọi người, cái đó là chắc chắn luôn á, chống mối mọt á. Thì thành ra đôi khi mình cho nuôi chim bồ câu ăn thì nó sẽ bị trứng bù diều cái này cái kia, nên là nó cũng rất là mệt. Nên mọi người cứ bắp thôi, ở Việt Nam mình thì bắp là ở khu vực nào hầu như là chả trồng được. Thì là mình cứ tới mùa bắp thì mình có thể là mình hốt luôn của một cái vườn nào đó người nông dân với cái giá ok, là mình có thể mình xài được cả năm luôn. Nên là mọi người lưu ý nhá, không cho ăn lúa mà chỉ cho ăn cám gà đẻ trộn với bắp thôi, thì nó sẽ chim bồ câu nó đã quá khỏe rồi. Tại vì nhiều người nuôi chim bồ câu kiểng họ chỉ cho ăn cám gà đẻ thôi là đã cũng được rồi, tại vì trong cám gà đẻ nó có trộn nhiều chất dinh dưỡng ở trong đó nha mọi người. Còn đây là cái cảnh mà mời anh em mình đi bấm lồng nha. Bấm lồng cái này thì mình bấm bằng máy nha mọi người nha. Bấm bằng tay thì cũng được nhưng mà nó cũng khá là lâu ấy. Bấm bằng máy thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Cái lồng này thì bên mình sản xuất luôn. Thép của nó là thép dày 3 ly nha. Mình nhúng nóng chống rỉ luôn. Cái thời gian mình sử dụng nó cũng được rất là lâu, tầm khoảng gần 20 năm đó. Nếu mà một người xài nuôi chim bồ câu thì mình cũng biết rồi, cực kỳ bền. Còn có nhiều nơi họ sản xuất lồng á, thì cái lồng cái thép của nó khá là bé á, nên là con chim bồ câu nó nhảy á. Tại vì khi mà người cứ nhìn nó tưởng nó nhẹ thôi, nhưng mà khi nó nhảy á, nó có nhiều tầng khác nhau thì thành ra là nó chịu lực rất lớn. Nên là nếu mà cái lồng nó quá bé, nó không chất lượng thì xài một thời gian thôi là nó cũng đã bị hỏng rồi. Còn anh em mình đi bấm lồng cái này thì cực kỳ chắc cho mọi người nuôi sao cho yên tâm nha. Còn đây là những cặp chim bồ câu. Cái này là mình đi giao ở nhiều nơi lắm nha mọi người nhé. Thì hiện nay thì ở Tây Nguyên này, vùng phía Nam này thì họ nuôi chim bồ câu rất là nhiều. Thì ở trại mình ví dụ những cặp chim bồ câu như thế này mọi người này, thì mình sẽ giao cho mọi người y như những cái cặp chim bồ câu đang đẻ tốt ở trại mình thôi. Chứ tại vì mình làm chủ được cái việc giống mà giống chim bồ câu, thì mọi người cần bao nhiêu thì bên mình cũng cũng sẽ có cung cấp cho mọi người. Và những cặp chim bồ câu nó phải chất lượng như này nha. Mình hay lưu ý đi lưu ý lại đối với mọi người ấy, có nghĩa là chim bồ câu mà đối với những cái trại mà hay nổ á, nuôi chim bồ câu hay nổ á, thì hoặc là đi giao chim cho khách mà vứt tùm lum chim bồ câu vô những cái sọt rồi bắt ra mà không phân cặp kỹ hoặc là không chính xác á, thì sẽ ảnh hưởng đến người nuôi rất là nhiều. Ở trại mình đôi khi biết được cái việc đó nên mình rất là kỹ trong cái việc giao chim bồ câu cho khách. Mình sẽ đánh dấu nuôi số lượng nhiều thì mình sẽ đến tận nhà, còn nuôi số lượng ít với vài cặp ship đi đâu đó thì mình sẽ đánh dấu cụ thể cho mọi người. Lúc đây là những cặp chim bồ câu ở trại mình này, thì mọi người cũng thấy đấy, ở trại mình thì những cặp chim bồ câu này đang đẻ rất là tốt, và những cặp bồ câu mọi người cũng thấy là cực kỳ nhanh nhẹn và đanh lợi này. Ở đây ở trại mình thì mình nuôi chim bồ câu Titan xuyên thủy của Thái này, bồ câu gà Mỹ này, và một số dòng bồ câu kiểng nữa, bồ câu xòe này và bồ câu mí mắc cũng có vài cặp này. Nhưng mọi người thấy nó màu trắng tinh đó, là có những cặp đó là mí mắc và cũng có cặp bồ câu gà Mỹ màu trắng nha. Còn màu xám đá như này là bồ câu Titan siêu thị của Thái. Còn cái nhiều người chắc cũng sẽ thắc mắc với mình là 1.000 cặp chim bồ câu á, thì mình đầu tư có nhiều hay không? Thì đối với quan điểm riêng của mình nhá, thì nuôi chim bồ câu này thì mình cái vốn đầu tư của mình sẽ bỏ ra nó cực kỳ khiêm tốn rồi. Tại vì cái giá chim bồ câu nó không phải là cao, cái chi phí lồng cũng không phải là cao. Mọi người chỉ cần có cái mặt bằng rồi anh em mình ráp lồng thôi. Còn khi mà mình nuôi nuôi gà đi, mình nuôi heo đi, mình nuôi bò, nuôi trâu, nuôi dê đi, đảm bảo với mọi người luôn là cái chi phí của nó kinh khủng, và cái chi phí mà mình để vận hành nó cũng kinh khủng nữa. Thì với lại là mình cũng lâu có thu. Còn con chim bồ câu này mọi người cũng thấy này, tầm khoảng 25 ngày là mình đã có chim bồ câu con thịt rồi, và một tháng nó đẻ trung bình từ 2 đến 3 lứa.
thì có những cặp nó đẻ cực kỳ sai nữa, nên là đấy là mình tính trung bình thôi. Thì mọi người cũng thấy là cái xác suất để mình kiếm được đồng lời khi mà mình nuôi chim bồ câu nó là như thế nào đó. Thì ở trại mình thì mình hay thích chia sẻ những cái cặp chim bồ câu ở trại mình nuôi. Thì tại vì mình thấy là nuôi con chim bồ câu ấy thì nó cũng đơn giản lắm, một ngày cho ăn 2 lần thôi, là mình có nhiều thời gian mình đi làm những công việc khác. Có thể như là mình, nếu mà mình làm công việc bận rộn thì một ngày mình có thể cho ăn 1 lần cũng được nha mọi người nha, chứ không nhất thiết là có phải 2 lần cố định đâu. Anh em nào bận quá thì một ngày cho ăn 1 lần cũng được, không có vấn đề gì. Tại vì chim bồ câu nó ăn cám, và cám đó mọi người có thử ví dụ lấy một nắm ngâm nước đi, nó nở ra rất là nhiều. Thì thành con chim bồ câu nó ăn cám nó cũng rất là no, nên là mọi người không phải đau đáu lắm về việc là nuôi chim bồ câu có tốn nhiều thời gian hay không. Như mình nuôi thì mình có thời gian đi chơi rất là nhiều nha. Ở trại mình đây là cặp những cặp chim bồ câu cực kỳ chất lượng, và khi giao cho khách thì cũng có những cặp chất lượng luôn. Đây này, khi mà có những trại mình giao cho khách lâu cái thời gian mà thì mình cũng sẽ đi thăm như thế này, thì mình xem là chim bồ câu nó có ổn định hay không. Và có một cái tín hiệu của nó rất là đáng mừng luôn, đó là hợp tác với mình thì hầu như là tất cả các anh em nuôi chim bồ câu đều rất là phấn khởi. Tại vì chim bồ câu về đến nhà thì nó đẻ rất là tốt, và bên mình bao đầu ra nữa thì quá là tuyệt vời nha mọi người. Và chim bồ câu á, mọi người cũng lưu ý khi mà đối với những người mới nuôi á, thì chim bồ câu thì mọi người cũng phải biết phân biệt trống mái nha. Cái quan trọng có thể nói đầu tiên là phân biệt trống mái đó. Thì trên kênh mình có rất là nhiều video mình phân biệt trống mái cho mọi người rồi, thì mọi người có thể lên đó theo dõi thêm nha. Tại vì nếu mà làm phân biệt trống mái không thành công thì đôi khi 2 con trống thì mình nuôi cả ngàn năm cũng không đẻ, hoặc là 2 con mái thì đẻ đã không có cồ, và buổi tối trong khoảng giờ này nó đang đẻ mọi người này, thì mình sẽ đi lượm trứng nha. Còn có những cái cặp nào mà mọi người cảm thấy nó đẻ tốt đó, thì mình cứ ghép 3 ghép 4 cho nó nuôi. Và khi mà mình ghép 3 ghép 4 cho nó nuôi đó, thì 1 tháng mình có thể nói là chim bồ câu đẻ ra rất là nhiều. Và có những cặp thì mình chuyên cho đẻ thôi, những cặp như, ví dụ là những cặp như này mình chuyên cho nó đẻ thôi, mình không cho nuôi nha. Thì thành ra là 1 tháng ở trại mình tính trung bình đó, là 25 đến 30 cặp là chuyện bình thường. Và thời gian đẻ của nó thì khoảng 5 đến 6 giờ chiều đó, thì mình cứ soi đèn thế này mình đi lượm trứng thôi. Đấy, còn có những cặp thì mình chuyên để nuôi, đó là cái mình không giấu giếm gì cái kỹ thuật nuôi bên mình đâu. Và anh em nào mà hợp tác hoặc là hỏi mình thì mình sẵn sàng mình chia sẻ những cái kinh nghiệm để mọi người nuôi chim bồ câu. Đây là chim bồ câu dòng Titan siêu thịt của Thái, cái dòng mà thay thế hầu như tất cả những cái dòng chim bồ câu hồi xưa mà nếu mà nuôi mô hình trang trại nhé. Bồ câu ta này, bồ câu này, bồ câu kia là thành ra nuôi là nó không có chất lượng đâu, nên mọi người cứ chuyển qua này nuôi đảm bảo là nó sẽ thành công thôi. Còn đây là bồ câu gà Mỹ nha mọi người. Hàng tháng mình cũng xuất bồ câu gà Mỹ này đi rất là nhiều. Ở trại mình thì bồ câu gà Mỹ này có thể nói là tha hồ cho mọi người lựa chọn. Ở Hà Nội mình cũng ship rất nhiều, ở khu vực miền Trung mình ship rất nhiều, ở Sài Gòn quá nhiều, Tây Nguyên đặc biệt nhiều luôn, ở miền Tây cũng rất rất nhiều. Và chim bồ câu gà Mỹ này mọi người thấy không, nó khác với bồ câu Titan Thái nha. Đây là dòng bồ câu kiểng nuôi chơi và nuôi phong thủy á, thì trọng lượng của nó thì nặng hơn chim bồ câu Titan Thái, nhưng mà xét về nuôi con cũng như những cái mặt khác thì chim bồ câu này không ok bằng chim bồ câu Thái nha mọi người nha. Nên là nuôi chơi chơi, nuôi phong thủy, phục vụ ăn uống thì nuôi dòng chim này là cũng ok. Tại vì chim bồ câu ra ràng của nó 7 lạng cơ mà, còn chim bồ câu Thái là khoảng trên 5 lạng thôi. Nên là mọi người nuôi thì mọi người có thể lựa chọn những cái giống khác nhau nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.